Xin chào các thành viên của Hội đồng Liên bang, Thượng nghị sĩ, đại biểu Duma Quốc gia, thưa các công dân Nga. Như tất cả chúng ta đều biết, bài diễn văn của Tổng thống này được đưa ra vào một giai đoạn khó khăn, bước ngoặt đối với đất nước chúng ta. Đây là thời điểm của những thay đổi căn bản, không thể đảo ngược trên toàn thế giới, của những sự kiện lịch sử quan trọng quyết định tương lai của đất nước và dân tộc chúng ta. Là thời điểm mà mỗi người chúng ta đều phải gánh vác một trách nhiệm to lớn. Một năm trước, để bảo vệ người dân trên những vùng đất lịch sử của chúng ta, để đảm bảo an ninh cho đất nước của chúng ta và loại bỏ mối đe dọa đến từ chế độ Tân Quốc xã đã nắm giữ ở Ukraine sau cuộc đảo chính năm 2014, chúng tôi đã quyết định bắt đầu một chiến dịch đặc biệt. Từng bước một, cẩn thận và nhất quán, chúng tôi sẽ giải quyết các nhiệm vụ mà chúng tôi có trong tay. Kể từ năm 2014, Donbass đã đấu tranh cho quyền được sống trên vùng đất của họ và được nói tiếng mẹ đẻ của họ. Họ đã chiến đấu và không bao giờ bỏ cuộc giữa sự phong tỏa, pháo kích liên tục và sự thù hận công khai của chế độ Kiev. Họ hy vọng và chờ đợi rằng nước Nga sẽ đến giúp đỡ. Trong khi chờ đợi, như các bạn đã biết, chúng ta đã phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết vấn đề này bằng các biện pháp hòa bình và kiên nhẫn tiến hành các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tàn khốc này. Phương pháp lừa dối kinh khủng này đã được thử và kiểm tra nhiều lần trước đây. Họ đã cư xử trơ trẽn và dối trá như vậy khi tiêu diệt Nam Tư, Iraq, Libya và Syria. Họ sẽ không bao giờ có thể rửa sạch nỗi xấu hổ này. Các khái niệm về danh dự, sự tin tưởng và sự đàng hoàng không dành cho họ. Trải qua hàng thế kỷ dài của chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa độc tài và bá quyền, họ đã quá quen với việc được cho phép mọi thứ, quen với việc bị cả thế giới phỉ báng. Hóa ra, họ đối xử với những người sống ở đất nước của họ với thái độ khinh thường, như một kẻ bề trên. Và rốt cuộc, họ lừa dối một cách gian xảo, bằng những câu chuyện cao siêu về việc tìm kiếm hòa bình, về việc tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Donbass. Thật vậy, giới tinh hoa phương Tây đã trở thành biểu tượng của sự dối trá hoàn toàn, vô nguyên tắc. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình, cũng như niềm tin của chúng ta rằng trong thế giới ngày nay không nên có sự phân chia thành các quốc gia được gọi là văn minh và tất cả các quốc gia còn lại, và rằng cần có một mối quan hệ đối tác trung thực, bác bỏ mọi sự độc quyền, đặc biệt là sự hung hăng. Chúng ta cởi mở và chân thành sẵn sàng cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với phương Tây. Chúng ta đã nói và nhấn mạnh rằng cả châu Âu và toàn thế giới cần một hệ thống an ninh không thể chia cắt, bình đẳng cho tất cả các quốc gia. Và trong nhiều năm, chúng ta đã đề nghị các đối tác của mình cùng nhau thảo luận về ý tưởng này và bắt tay vào thực hiện. Nhưng đáp lại, chúng ta chỉ nhận được một phản ứng không rõ ràng hoặc đạo đức giả xét về mặt ngôn từ. Nhưng cũng có những hành động. NATO mở rộng biên giới của họ, tạo ra các khu vực triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu và châu Á. Họ quyết định đặt chúng ta dưới một chiếc ô của họ và cho triển khai quân đội không chỉ ở gần biên giới Nga. Tôi muốn nhấn mạnh, trên thực tế điều này ai cũng biết, rằng không một quốc gia nào có nhiều căn cứ quân sự ở nước ngoài như Hoa Kỳ, có hàng trăm căn cứ. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, hàng trăm căn cứ trên khắp thế giới, hành tinh được bao phủ bởi chúng, và chỉ cần nhìn vào bản đồ là đủ thấy điều này. Cả thế giới đã chứng kiến họ rút ra khỏi các hiệp định cơ bản, trong đó có hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn. Đơn phương sẽ bỏ các hiệp định cơ bản duy trì hòa bình thế giới. Vì một số lý do, họ đã làm điều đó. Họ không làm điều gì mà không có lý do. Cuối cùng, vào tháng 12 năm 2021, chúng ta đã chính thức đệ trình dự thảo thỏa thuận về đàm phán đảm bảo an ninh tới Hoa Kỳ và NATO. Về bản chất, tất cả các điểm chính cơ bản đã bị từ chối. Sau đó, rõ ràng là việc tiếp tục thực hiện các kế hoạch tích cực đã được đưa ra và họ sẽ không dừng lại. Mối đe dọa ngày càng lớn, đánh giá theo thông tin của chúng ta nhận được, chắc chắn rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng vào tháng 2 năm 2022 để khởi động một chiến dịch trừng phạt đẫm máu khác ở Donbass. Hãy để tôi nhắc bạn rằng, vào năm 2014, chế độ Kiev đã gửi pháo binh, xe tăng và máy bay chiến đấu đến Donbass. Tất cả chúng ta đều nhớ cảnh quay trên không về các cuộc không kích nhắm vào Donetsk. Các thành phố khác cũng bị không kích. Vào năm 2015,
họ đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công trực diện vào Donbass một lần nữa, đồng thời duy trì phong tỏa và tiếp tục bắn phá và khủng bố thường dân. Hãy để tôi nhắc bạn rằng tất cả những điều này hoàn toàn trái ngược với các tài liệu và nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua, nhưng mọi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi xin nhắc lại rằng họ là những người khơi mào cuộc chiến này, trong khi chúng ta đã và đang sử dụng vũ lực để chấm dứt chiến tranh. Những kẻ âm mưu tấn công Donetsk ở vùng Donbass, Lugan hiểu rằng Crimea và Sevastopol sẽ là mục tiêu tiếp theo. Chúng ta cũng nhận ra điều này. Thậm chí ngày nay, Kiev đang thảo luận công khai về các kế hoạch sâu rộng. Họ đã phơi bày bản thân rằng cách công khai những gì mà chúng ta đã biết. Chúng ta đang bảo vệ cuộc sống của con người và ngôi nhà chung của chúng ta, trong khi phương Tây tìm kiếm quyền lực vô hạn. Họ đã chi hơn 150 tỷ đô la để giúp đỡ và trang bị vũ khí cho chế độ Kiev. Để giúp bạn hình dung, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, các quốc gia G7 đã dành khoảng 60 tỷ đô la trong năm 2020-2021 để giúp đỡ các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Điều này có rõ ràng không? Họ đã chi 150 tỷ đô la cho cuộc chiến, trong khi trao 60 tỷ đô la cho các nước nghèo nhất, mặc dù luôn giả vờ quan tâm đến họ, đồng thời đặt điều kiện cho sự hỗ trợ này là phải phục tùng thay mặt các nước được hưởng lợi. Còn tất cả những cuộc nói chuyện về chống đói nghèo, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường thì sao? Tất cả đã đi đâu? Có phải tất cả đã biến mất? Trong khi đó, họ tiếp tục đổ thêm tiền vào nỗ lực chiến tranh. Họ háo hức đầu tư vào việc gieo rắc bất ổn và khuyến khích đảo chính chính phủ ở các quốc gia khác trên thế giới. Hội nghị Munich gần đây đã biến thành một dòng cáo buộc bất tận chống lại Nga. Người ta có ấn tượng rằng điều này được thực hiện để mọi người quên đi những gì mà phương Tây đã làm trong các thập kỷ qua. Họ là những người đã mở chiếc hộp Pandora khiến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn. Theo các chuyên gia Hoa Kỳ, gần 900.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ gây ra sau năm 2001 và hơn 38 triệu người trở thành người tị nạn. Xin lưu ý, chúng ta đã không phát minh ra những số liệu thống kê này. Chính người Mỹ đang cung cấp chúng. Bây giờ, họ chỉ đơn giản là cố gắng xóa tất cả những điều này khỏi ký ức của loài người. Và họ đang giả vờ rằng tất cả những điều này chưa từng xảy ra. Tuy nhiên, không ai trên thế giới đã quên điều này hoặc sẽ không bao giờ quên nó. Không ai trong số họ quan tâm đến những thương vong và thảm kịch của con người. Vì tất nhiên, hàng nghìn tỷ đô la đang bị đe dọa. Họ cũng có thể tiếp tục cướp của mọi người dưới chiêu bài dân chủ và tự do, áp đặt các giá trị tân tự do và về cơ bản là toàn trị, gán nhãn hiệu cho toàn bộ các quốc gia và dân tộc, công khai xúc phạm các nhà lãnh đạo của họ, đàn áp những người bất đồng chính kiến ở quốc gia của họ và chuyển hướng sự chú ý khỏi các vụ bê bối tham nhũng bằng cách tạo ra một hình ảnh kẻ thù. Chúng ta tiếp tục xem tất cả những điều này trên truyền hình, trong đó nêu bật các vấn đề, mâu thuẫn và bất đồng lớn hơn về kinh tế, xã hội và liên sắc tộc trong nước. Tôi muốn nhắc lại rằng, vào những năm 1930, phương Tây hầu như đã dọn đường cho Đức Quốc xã lên nắm quyền. Trong thời đại của chúng ta, họ bắt đầu biến Ukraine thành một nước chống Nga. Thực ra, dự án này không mới. Những người hiểu biết về lịch sử ít nhất ở một mức độ nào đó nhận ra rằng công trình này đã có từ thế kỷ 19. Đế quốc Áo, Hung và Ba Lan đã hình thành nên nó với một mục đích, đó là tước đoạt những lãnh thổ lịch sử mà ngày nay được gọi là Ukraine của Nga. Đây là mục tiêu của họ, không có gì mới ở đây, họ đang lặp lại. Phương Tây đã đẩy nhanh việc thực hiện dự án ngày nay bằng cách hỗ trợ cho cuộc đảo chính năm 2014. Đó là một cuộc đảo chính đẫm máu, chống nhà nước và vi hiến. Họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và rằng mọi thứ nên diễn ra như vậy. Họ thậm chí còn cho biết họ đã chi bao nhiêu tiền cho nó. Hội chứng sợ Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến đã hình thành nên nền tảng tư tưởng của nó. Gần đây, một lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine được đặt tên là Endenwes, theo tên một sư đoàn của Đức Quốc xã, đã tham gia trục xuất người Do Thái, hành quyết tù nhân chiến tranh và tiến hành các hoạt động trừng phạt chống lại các đảng phái ở Nam Tư, Ý, Tiệp Khắc và Hy Lạp. Chúng ta cảm thấy ghê tởm khi nói về điều này, nhưng họ thì không. Thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đặc biệt yêu thích những chiếc mũ Chevron. Trước đây được mang đội bởi những người lính đến từ các sư đoàn Dashrek, Totenkov và Galichina
cũng như các đơn vị SS khác. Bàn tay của họ cũng nhuốm máu. Xe bọc thép của Ukraine mang phù hiệu của Wehrmacht. Những người theo chủ nghĩa phát xít mới cởi mở với những việc coi mình là người thừa kế của ai. Đáng ngạc nhiên là không một cường quốc nào ở phương Tây thừa nhận điều đó. Tại sao? Bởi vì họ, thứ lỗi trong ngôn ngữ của tôi, không thể ít quan tâm đến điều đó. Họ không quan tâm họ đang đặt cược vào ai trong cuộc chiến chống lại chúng ta, chống lại nước Nga. Trên thực tế, bất cứ ai ở phương Tây cũng miễn cưỡng làm điều đó chỉ để chống lại chúng ta, chống lại nước Nga. Thật vậy, chúng ta đã thấy những kẻ khủng bố và tân phát xít trong hàng ngũ của chúng. Họ sẽ để tất cả các loại macaron gia nhập hàng ngũ của họ. Vì Chúa, miễn là những kẻ đó hành động như một vũ khí chống lại Nga. Trên thực tế, dự án chống Nga là một phần của chính sách phục thù đối với đất nước của chúng ta, nhằm tạo ra các điểm nóng về bất ổn và xung đột bên cạnh biên giới của nước Nga. Trước đó, vào những năm 1930, và bây giờ, thiết kế đó vẫn giữ nguyên, và đó là hướng sự xâm lược về phương Đông, châm ngòi chiến tranh ở châu Âu và loại bỏ các đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm. Chúng ta không có chiến tranh với người dân Ukraine. Tôi đã nói rõ điều đó nhiều lần. Người dân Ukraine đã trở thành con tin của chế độ Kiev và những kẻ chủ mưu phương Tây. Những kẻ thực tế đã chiếm đóng đất nước đó về mặt chính trị, quân sự và kinh tế và đã phá hủy ngành công nghiệp Ukraine trong nhiều thập kỷ nay khi họ cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên. Điều này dẫn đến suy thoái xã hội và sự gia tăng đáng kể về nghèo đói và bất bình đẳng. Việc tuyển dụng nguồn lực cho các hoạt động quân sự trong những trường hợp này thật dễ dàng. Không ai nghĩ đến con người, những người bị giết để tàn sát và cuối cùng trở thành vật tiêu hao. Đó là một điều đáng buồn và đáng sợ khi nói ra, nhưng đáng tiếc đó là sự thật. Trách nhiệm kích động và leo thang xung đột Ukraine cũng như những con số thương vong hoàn toàn thuộc về giới tinh hoa phương Tây và tất nhiên là cả chế độ Kiev ngày nay, mà người dân Ukraine trên thực tế không phải là người dân của họ. Chế độ Ukraine hiện nay không phục vụ cho lợi ích quốc gia mà là lợi ích của các nước thứ ba. Phương Tây đang sử dụng Ukraine như một đòn tấn công chống lại Nga và như một phạm vi thử nghiệm. Tôi sẽ không thảo luận chi tiết về những nỗ lực của phương Tây nhằm xoay chuyển tình thế chiến tranh hoặc kế hoạch tăng cường cung cấp quân sự của họ. Vì mọi người đều nhận thức rõ điều đó. Tuy nhiên, có một tình huống mà mọi người nên hiểu rõ. Phạm vi hoạt động của hệ thống phương Tây sẽ được cung cấp cho Ukraine càng dài, chúng ta càng phải di chuyển mối đe dọa ra khỏi biên giới của mình. Điều này là hiển nhiên. Giới tinh hoa phương Tây không giấu giếm mục tiêu của họ. Đó là, tôi xin trích dẫn, sự thất bại chiến lược của Nga. Điều này không có ý nghĩa gì với chúng ta ư? Điều này có nghĩa là họ dự định kết liễu chúng ta một lần và mãi mãi. Nói cách khác, họ có kế hoạch phát triển một cuộc xung đột cục bộ thành một cuộc đối đầu toàn cầu. Đây là cách chúng ta nhận thức và sẽ phản ứng tương xứng, bởi vì điều này thể hiện mối đe dọa hiện hữu với đất nước Nga. Tuy nhiên, họ cũng nhận ra rằng không thể đánh bại Nga trên chiến trường và đang tiến hành các cuộc tấn công thông tin ngày càng quyết liệt chống lại chúng ta, chủ yếu nhắm vào thế hệ trẻ. Họ không ngừng dối trá và bóp méo sự thật lịch sử khi họ tấn công nền văn hóa của chúng ta, nhà thờ chính thống giáo Nga và các tổ chức tôn giáo truyền thống khác ở đất nước chúng ta. Hãy nhìn những gì họ đang làm với người dân của họ. Tất cả là sự hủy hoại gia đình, bản sắc văn hóa và dân tộc, sự đồi trụy và lạm dụng trẻ em, gồm cả ấu dâm. Tất cả đều được coi là bình thường trong cuộc sống của họ. Họ đang buộc các linh mục ban phước cho các cuộc hôn nhân đồng giới, chúc phúc cho trái tim của họ. Hãy để họ làm những gì họ muốn. Đây là những gì tôi nói về vấn đề này. Người lớn có thể làm theo ý mình. Chúng tôi sống ở Nga, luôn nhìn nhận theo cách đó và sẽ luôn như vậy. Không ai được xâm phạm vào đời sống riêng tư của người khác và chúng ta sẽ không làm điều đó. Nhưng đây là điều tôi muốn nói với họ. Hãy nhìn vào Kinh Thánh và những cuốn sách chính của các tôn giáo khác trên thế giới. Họ nói tất cả, kể cả gia đình, là sự kết hợp của một người đàn ông và một người phụ nữ. Nhưng những văn bản thiêng liêng này hiện đang bị nghi ngờ. Được biết, giáo hội Anh đang lên kế hoạch, hiện nay chỉ là lên kế hoạch, để khám phá ý tưởng về một vị thần trung lập về giới tính. Còn gì để nói, lạy cha, xin hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ đang làm. Hàng triệu người phương Tây nhận ra rằng họ đang bị dẫn đến một thảm họa thuộc linh. Thành thật mà nói, giới thượng lưu dường như đã phát điên và có vẻ như không có cách chữa trị cho điều đó. Nhưng như tôi đã nói, đây là những vấn đề của họ, trong khi chúng ta phải bảo vệ con cái của mình. Điều mà chúng ta sẽ phải làm,
chúng ta sẽ bảo vệ con em của chúng ta khỏi sự suy thoái và biến chất. Rõ ràng phương Tây sẽ cố gắng phá hoại và chia rẽ xã hội của chúng ta và đặt cược vào đạo quân thứ năm. Những người mà trong suốt lịch sử, và tôi muốn nhấn mạnh điều này, đã và đang sử dụng một loại thuốc độc khinh thường tổ quốc của họ và mong muốn kiếm tiền bằng cách bán chất độc này cho bất cứ ai sẵn sàng trả tiền cho nó. Luôn là như vậy. Những người đã dấn thân vào con đường phản bội trắng trợn, phạm tội khủng bố và các tội ác khác chống lại an ninh của xã hội chúng ta và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước sẽ phải chịu trách nhiệm về điều này trước pháp luật. Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ hành xử như chế độ Kiev và giới tinh hoa phương Tây, những người đã và vẫn đang tham gia vào các cuộc săn lùng phù thủy. Chúng ta sẽ không dàn xếp tỷ số với những người lùi bước và quay lưng lại với tổ quốc của họ. Hãy để điều này nằm trong lương tâm của họ. Hãy để họ sống với điều đó. Họ sẽ phải sống với nó. Điểm chính là người dân của chúng ta, các công dân Nga, đã đánh giá đạo đức của họ. Tôi tự hào và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều tự hào quốc gia đa sắc tộc của chúng ta, đa số tuyệt đối công dân của chúng ta, có lập trường đúng đắn về chiến dịch quân sự đặc biệt. Họ hiểu ý tưởng cơ bản về những gì mà chúng ta đã làm và ủng hộ hành động của chúng ta trong việc bảo vệ Donbass. Sự hỗ trợ chủ yếu bộc lộ lòng yêu nước thực sự của họ, một cảm giác vốn có trong lịch sử của dân tộc Nga. Nó gây sửng sốt về phẩm giá và sự hiểu biết sâu sắc của mọi người. Tôi xin nhấn mạnh, mọi người, về mối liên hệ không thể tách rời giữa vận mệnh của chính mình và vận mệnh của Tổ quốc.